Rồi, giới thiệu các bạn một cái máy Mitsubishi dân dùng nha các bạn. Này mình bán cái giá rẻ thôi. Cái máy này còn nước sơn zin luôn nha. Máy này còn khá chất nha. Chạy rất là mạnh nha các bạn. Ba lốc 78 ly. 87 27 78 gì đó, 87 ly gì vậy. Con này khá mạnh nha. Tầm 20 mấy mã lực. Ba máy. Đây. Sơn zin nha. Con này ta xài mới có hơn tháng các bạn. Nó bị mất bình quá, rác nó bán bỏ luôn. Đậu dưới sông hoài bị ăn trộm bình. Mất 6 7 cái bình gì đó rồi chủ cũng rác cũng bán bỏ luôn. Con này bán giá mềm cho anh xa, anh em có nhu cầu xài thì alo số điện thoại bên dưới nha. Con này nói chung là còn rất là chắc nha. Tốt ở tăng đa luôn. Này nó có cái con tắc ở đây nha. Con này Mitsubishi á, siêu bền nha, siêu bền siêu tiết kiệm dầu luôn. Này rất là ít ăn dầu. Ba lốc. Nó tầm 20 mã lực, 22 mã lực gì đó. Này nhấn vô là tắc nè. Hoặc là tắt chìa khóa luôn nha. Này nó có câu cái chìa khóa luôn nè, đề vừa đề vừa tắt máy mà vừa xong bét luôn. Mitsu là dòng nội đồng cối đá nha. Con này bánh chấn lớn, nó khoảng 2.800 tua nhưng mà nó rất là mạnh nha. Con này mạnh lắm, ta đặt cái biển ta chạy được đó các bạn. Đặt cái biển phải tăng dòng, xài hộp số 3 tua là 1 rưỡi các bạn.